các bạn. Chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay là ngày thứ 3. Sáng hôm nay thì mình không cần phải lên văn phòng Garena làm gì nữa. Và bây giờ mình sẽ cùng đi siêu thị với lại là bao mì cùng với lại là bọc đạn Gaming TV. Buổi sáng sớm đang ngủ lúc 10 giờ sáng. Điểm nhỏ này nè. Nhỏ này nó lên nó đập phòng âm. Nó kêu là đi ăn sáng này nọ. Buồn ngủ lắm các bạn, không thể tin được là buồn ngủ lắm luôn á. Nè, sáng sớm là mặc áo là sọc sệt nè các bạn nè. Đó. Rất là mệt mỏi. Chung là chưa ăn sáng nên là bây giờ mình sẽ đi tìm đồ ăn sáng một xíu. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like để cảm thấy like nha. Ngủ bạn. Cảm giác lúc mới xem ra sao. Là quán taco in nữa. Gì đây? Sushi box. Quán gì mà nhân viên ngủ hết trơn vậy trời. Ok, mình sẽ đi vòng vòng. Đây là mỹ phẩm gì đó mình không biết. Còn bên đây là gì? Ceiling là bán một cái gì đó. Hello. Này, có thằng bạc bị bệnh kìa. Ba lô dễ thương quá ha. Ba lô ba dễ thương luôn. Đẹp quá. Ở cái Sài Gòn nó hơi nóng cho nên không mua cái này. Cũng muốn mua lắm các bạn nhưng mà không có tiền các bạn. Hôm nay thì mình được đi chơi thay vì phải lên trụ sở Garena. Hôm nay được đi chơi thoải mái tới chiều nó bắt lên lại. Ui có ghế nè. Ba. À, nó không cho ngồi. Ghế này nó không cho ngồi, bắt mua mới được ngồi nha mấy. Ok, bây giờ mình sẽ ghé lại một cái quán, đó là quán tên là 77. Ăn đại đi. Ăn đi. Đói quá à. Rồi ăn đi. Vô coi có cái gì ăn. Đây một đồ ăn cả đống luôn. Không biết đâu ráng. Cởi hết đi. Quanh trường thì có cái mỏ. Ngát kìa. Giờ cũng phải. Hai con người mê ngủ. Dệt. Ngon quá. Chắc là sẽ ngon hơn con mà nhiều hơn. Cái tuần tối y chang mình kêu cũng bị đúng rồi, y chang luôn. Bạc thôi cho phụ nữ có thai và cho con bú trước nè. Cũng tới kìa. Đó. Ý, sao nó có cái gì con... dĩnh lên vậy? Cái gì dĩnh lên nè bạc. Cái gì dĩnh lên nè. Luôn. Của bạc chừng đó đúng không? Mình cũng có nhưng mà nó bị sụp. Ui nhìn ngon lắm các bạn. Thì nó có ở trong là nó có hủ tiếu trong á. Ở đây có hủ tiếu. Mì ướp, bên đây là mì. Ủa mà muốn cái này ăn nỉ mình không ăn đũa hả? Ở đây mì. Ở đây mình ăn nỉ chứ mình không ăn đồ. Vậy luôn. Ăn mì ăn nỉ á. Đây nước này chắc là coca rồi trong đâu. Không phải coca, em thấy pha đồ gum hết á. Ăn đi bạc ơi. Ok. Ăn xong rồi các bạn ơi, no quá các bạn ơi. No quá, ui, no lắm các bạn ơi, quá đã, no quá.
À, tao không đi đâu nữa đâu. Thôi đừng kêu tao đi nữa, tao no quá. À, tao nằm đây. Đừng kêu tao đi nữa. Tao no quá. Tóc chai quá. Mày giống VD quá. Là... tiền nước ngoài này các bạn. Sáng sớm mình tính vuốt keo để cho tóc nó thẳng lên, nhưng mà thôi nghĩ lại lười quá nên để đầu này luôn nha các bạn. Tại bên đây không ai biết mình, cũng mình không biết người ta nên cũng không sợ gì hết. Không mặc đồ đi ra ngoài đường cũng được các bạn ạ. Mai lên Facebook thấy hình thôi chứ không nói gì đâu. Ok, bây giờ mình đang đi ra ngoài để mà tắm nắng. Trời ơi, ở đây thì cái khí hậu ở đây nó được một cái là nó không có hắt như Sài Gòn nha các bạn. Nhưng mà hơi nóng. Hơi nóng tại vì do trời đang nắng các bạn. Nên nó cũng ấm chứ không có nóng lắm như Sài Gòn. Các bạn có thể thấy xe nè, xe nó chạy ngược chiều. Không tin luôn, xe chạy ngược chiều nha các bạn. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã đến với Indonesia. Các bạn có thể thấy sau lưng mình đây, đó là một công viên nước của Indonesia. Nhưng mà mình sẽ không vào tắm đâu, mình sẽ review cho các bạn xem thôi. Ở phía đầu xa kia có một chiếc thuyền ngọc trai đen, và cùng với đó là con bạch tuộc. Thì các bạn có thể đi ra đây, các bạn thấy con bạch tuộc rất là to, thấy không? Nhìn con bạch tuộc rất là giống thiệt luôn các bạn. Nhìn không giống, nói chung là mình nhìn sơ qua thì mình tưởng là đó là con bạch tuộc. Nhưng mà mình nhìn gần lại thì mình đó chính là con bạch tuộc nha các bạn. Công viên nước này tí nữa không biết là mình có vô trong hay không nữa, nhưng mà mình lười vô. Từ cái khoảng cách mà mình đang đứng ở đây và tới vào cái cổng trong đó thì nó rất là xa, và hiện tại trời rất là nóng nên là mình cũng không muốn vô xíu nào hết các bạn ạ. Đó, mình bị ép buộc nha các bạn. Nên là thôi thì các bạn có thể thấy đó. Chào tất cả các bạn. Sau khi mình đi ăn sáng và đi vòng vòng chơi thì mình cảm thấy đau bụng. Và sau đó mình về đây và mình sau rồi sau đó mình ngủ, và bây giờ mình thức dậy và bắt đầu đi ra văn phòng Garena tiếp rồi. Trời ơi, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá các bạn ơi, buồn ngủ quá. Mình chỉ muốn ngủ thôi. Thôi đi rồi các bạn. Ok, thì hôm nay là ngày thứ ba, bắt đầu đi ra Garena. Đi ra anh hai vậy anh? Từ từ đợi xíu đẹp ra. Hôm nay có ngày qua anh nào qua Garena qua chưa? Hôm nay đi đâu? Qua chỗ đấu. À hôm nay. Hello. Hello, mình là Sarang đây đây. Hello, Đờ Răng. Hello. Đây là Tâm, Tâm Ca, đây là Già Dơ nhé các bạn. Đây là Ác Ca Lệnh. Hello. Bên đây là Bò Bò Tái. Còn mình là Ad Mobile. Hello, thì hôm nay sẽ đi ra sàn thi đấu để mà đấu kiếm. Đúng không? Ok, hôm nay sắp xảy ra một cuộc đâm nhau đẫm máu. Sắp xảy ra một cuộc đâm nhau đẫm máu bằng kiếm. Tụi bán là Indo tao đập chết á. Indo tao bán đồ là tao đập chết hết á. Như vậy là một câu phán của Sadao HP là đứa nào không ở Việt Nam là đập chết hết luôn. Quá kinh khủng các bạn ạ. Ở tôi nhìn thấy các bạn đó rồi. À các bạn đây. Ủa thấy thiếu thiếu. Từ nơi đồng sáng hương. Ba mì đi chứ kìa, theo ba mì lên. Chúng ta có thể thấy rằng là đang chuẩn bị ăn bánh nha các bạn. Có, có bánh luôn. Quá ngon. Ok đẹp rồi. Đây là sở đến nơi hiện tại ta đang thế rất là buồn khi mà anh ta không có người yêu. Nước này về thời tiết nó sao nó một mặt uống. Qua đây thời tiết nó một mặt uống. Quá đã các bạn ơi.
hả, được chăm sóc tận tình, cả bánh cả nước nữa. Phở chả nước nè, đầy bụng rồi, quá đã rồi. Cảm ơn phở rất là nhiều. Vâng, thì nói chung là đội tuyển nước Liêu vâng thì đội tuyển phát hút còn khá là chăm chút cho Ánh Phương Bay, nhưng mà mình cứ lộn tên nên đôi khi sẽ bị đập mấy lần rồi nha các bạn. Ok, các bạn có cảm nghĩ gì với chuyến đi này không các bạn? Đi này là cái đi diễn tập. Diễn tập à. Đi diễn tập cho việc tem đi đi lên cúp vô địch về cho Việt Nam. Sau khi nghe chú Bèo nói vậy thì tên nào cảm nghĩ như thế nào? Thấy chú Bèo rất là xàm. Rất là xàm, gáy rất là to. Đúng rồi. Như vậy cái cúp vô địch là cho Phó Hút hay là WG? Trước vô địch là sẽ cho Phó Hút và sẽ cho WG nên cầm mượn chụp ảnh một xíu thôi. À rồi, như vậy là Phó Hút sẽ là cầm cúp vô địch, còn WG sẽ diễn tập mượn cầm một xíu. À thì hãy chú Bèo nghe chưa chú Bèo? Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.